Khu vực phường Quang Vinh là tâm lũ, một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất của tỉnh Thái Nguyên trong những ngày qua. Ở đây thì mực nước dâng cao lên tới 2m, 3m. Thế nhưng mà chỉ sau một ngày tổng động viên, thu dọn nhà cửa, chỉnh trang đô thị đường phố thì đến nay cơ bản mọi thứ đã được khắc phục. Cuộc sống bình thường đã dần trở lại với người dân ở nơi đây. Là bà con là coi như là cùng nhau bảo nhau để mà tự lo cái phần của mình. Thế còn từ nhà này nhà kia, những cái gia đình mà ít người thì cũng được bà con hàng xóm cũng hỗ trợ một phần nào đó trong cái việc khắc phục bùn đất hoặc là kê lại bàn ghế vân vân các thứ để cho nó cuộc sống trở lại bình thường. Đầu tiên có lẽ là phải nói đến đó là sự lo lắng. Khi mà nước dâng lên là tôi rất là lo. Vâng. Thế nhưng mà đến khi mà khắc phục hậu quả thì nhận được sự hỗ trợ thì thực sự là tôi rất là mừng. Và đến bây giờ thì hoàn toàn là yên tâm rồi ạ. Vâng. Tinh thần khắc phục thì phải nói là hết sức là tuyệt vời. Đấy, các lực lượng đến hỗ trợ rồi nhân dân tại địa phương rồi cả hệ thống chính trị. Các đồng chí rất trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác khắc phục hậu quả để làm sao đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân trên địa bàn. Để khắc phục những thiệt hại sau bão, với tinh thần đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Việt Hùng quán triệt, đặt tính mạng, an toàn, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết. Tất cả các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng công an, quân đội và nhân dân phải tổng lực ra quân khắc phục ngay hậu quả trận lũ lịch sử. Thái Nguyên đã huy động hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ và lực lượng xung kích địa phương cùng các tầng lớp nhân dân tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống. Đặc biệt, tập trung khắc phục các sự cố sạt lở ảnh hưởng đến giao thông, khôi phục hệ thống điện, nước, viễn thông, cơ sở y tế, trường học, vận hành điều tiết các hồ chứa đảm bảo an toàn. Với tinh thần hiệp lực, đồng tâm, nhịp sống thường ngày đã trở lại. Đến giờ phút này thì về cơ bản là các tuyến đường thông thoáng, trung tâm các nhà văn hóa thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, mọi hoạt động đã cơ bản trở lại bình thường. Đến ngày 13 tháng 9, nước sạch để đảm bảo nhu cầu cần thiết và cấp thiết của người dân đã được cố gắng khắc phục một cách nhanh nhất. Hơn 47.000 khách hàng, tương đương 1/3 tổng số khách hàng của Điện lực thành phố Thái Nguyên bị mất điện do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã được cấp điện trở lại. Trạm y tế cũng đã phân bổ cán bộ trực 24/24 để khi người dân cần những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe thì sẽ có cán bộ y tế xử trí ngay. Chúng tôi sẽ bám sát tình hình và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh cho nhân dân sau mùa lũ. 6 ngày sau khi cơn bão số 3 đi qua, 5 ngày sau khoảng thời gian gồng mình chống chọi trận lụt lịch sử, nhịp sống thường nhật đã hồi sinh trở lại. Với tâm thế của một tỉnh trung tâm vùng Trung Du, miền núi Bắc Bộ, Thái Nguyên mang sẵn trong mình tiềm lực và sức sống mạnh mẽ để từ đó nhanh chóng phục hồi, tiếp tục hiện thực hóa những mục tiêu phát triển quan trọng của năm 2024 và những năm tiếp theo. Tại huyện Phú Lương, ngay sau khi nước rút, các đơn vị thuộc Sư đoàn Bộ binh 346 Quân khu 1, Công an, Quân sự đã huy động hơn 5.000 lượt cán bộ chiến sĩ cùng với vật chất, phương tiện phối hợp với cấp ủy chính quyền và nhân dân các xã thuộc huyện Phú Lương triển khai các phương án để khắc phục hậu quả sau bão và xử lý tình huống khẩn cấp, tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, xử lý cây đổ, sạt lở đất, lưu thông tuyến đường quốc lộ 3, quốc lộ 3C đi qua địa bàn xã Động Đạt, xã Yên Đổ, hỗ trợ nhân dân di chuyển, sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường, phục hồi sản xuất. Hiện huyện Phú Lương đã có 48 trên 53 trường đã cho học sinh quay trở lại trường học. Các tuyến đường đảm bảo cho các phương tiện lưu thông, cán bộ chiến sĩ, các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn huyện vẫn tiếp tục giúp đỡ nhân dân các xã khắc phục hậu quả sau bão. Ngôi nhà của chị Phan Thị Thanh Hương bị ngâm trong nước lũ 6 ngày qua. Toàn bộ thành viên trong gia đình phải di chuyển để tránh bão. Trở về nhà sau khi nước rút, đồ đạc ngổn ngang, bùn đất khắp nơi. Vậy mà chỉ trong một buổi sáng, căn nhà của chị Hương đã được dọn dẹp cơ bản. Có anh, có em, có hàng xóm, có tất cả các chú bộ đội đến đây hỗ trợ như thế này là mình cảm thấy là mọi người yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Cơn bão số 3 đã làm trên 3.000 hộ dân của huyện Phú Bình bị ảnh hưởng, hơn 430 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu phải di dời ra khỏi vùng ngập lụt.
trên 3.000 hectare lúa, hoa màu bị ngập lụt, nhiều tài sản của nhà nước và nhân dân bị thiệt hại. Ngay sau khi nước rút, Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn và các lực lượng khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ. Cũng kết hợp với xóm, chị em trong xóm là đoàn kết đến lại giúp đỡ lại kê đồ đạc lại, cho những vật nuôi trở về chỗ cũ và vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm. Huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, công điện và yêu cầu các lực lượng có kế hoạch cụ thể để giúp nhân dân, giúp các địa phương khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra. Đồng hành cùng với nhân dân vùng lũ trong những ngày qua là các đoàn viên, hội viên và nhân dân ở khắp các xã thị trấn đã giúp đỡ hàng trăm ngày công để hỗ trợ nhân dân vùng lũ. Ủy ban nhân dân huyện cũng đã đề nghị trưởng quân sự quân khu 1 điều động cán bộ chiến sĩ hỗ trợ người dân. Nhân dân thì cũng đã chủ động, vào buổi sáng thì đoàn thanh niên cũng đã tham gia để hỗ trợ người dân dọn dẹp và chuyển các đồ đạc về gia đình. Mưa bão kết thúc thì tiếp tục nhận được các cái phối hợp của chính quyền địa phương thì chúng tôi lại huy động với lực lượng đến giúp bà con. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân và sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đã và đang được chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Phú Bình triển khai khẩn trương, quyết liệt, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.